Tập 38. Mở cửa. Kiểm tra an ninh. Hoàn tất kiểm tra. Lại đây đi. Dân. Kiểm tra an ninh. Hoàn tất kiểm tra. Lữ đoàn trưởng, không ngờ rằng ở đây còn có thang máy. Cậu muốn sờ thử không? Được sao? Được. Cảm nhận được rồi. Cảm nhận được gì? Sức mạnh.
sức mạnh to lớn, sức mạnh Trung Quốc to lớn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó cũng là cảm giác này. Đây không phải là một quả tên lửa, đây là sức mạnh chủ lực, cũng được gọi là con át chủ bài. Lữ đoàn trưởng, rốt cuộc chúng ta còn bao nhiêu bí mật nữa? Nếu như không có bí mật thì còn gọi là lực lượng tên lửa sao? Cậu xem đi. Đông Phong 49 là phát minh tự chủ của chúng ta, tên lửa chiến lược thời đại mới. Thời gian chuẩn bị tác chiến của nó ngắn, tốc độ phản ứng nhanh, thời gian phản ứng của nó ngắn hơn nhiều so với tên lửa chiến lược trước kia. Có thể căn cứ theo yêu cầu để lắp đặt số lượng đầu tên lửa kia. So với tên lửa chiến lược bây giờ, độ chính xác của nó đã được nâng cao đáng kể. Đây là một loại tên lửa mang tính toàn cầu tích cực. Trước kia chỉ nhìn thấy trên TV. Lữ đoàn trưởng, tên lửa như thế này còn bao nhiêu nữa? Tôi hiểu, không nên hỏi thì đừng hỏi. Cậu đã xem thứ không nên xem rồi. Nào, đi theo tôi. Vâng. Nghiêm. Đồng chí Lữ đoàn trưởng, nhân viên trực ban đang chấp hành nhiệm vụ trực ban. Toàn thể nhân viên vào vị trí, thiết bị vận hành bình thường. Mời ra lệnh, nhân viên trực ban kỳ băng. Tiếp tục chờ. Dân. Nào. Đó không phải là tiểu đoàn trưởng Kỳ sao? Cậu xem, trước kia nơi này là trận địa của Lữ đoàn 334. Họ vẫn luôn làm công tác phóng trục. Bởi vì chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật cần phải rút lui. Đội ngũ đi rồi, nhưng trục thì không mang theo được. Cậu xem, nhiên liệu của quả tên lửa này đã được bơm vào 2 năm, vẫn luôn trong trạng thái chờ đợi. Thế nào là một lữ đoàn kiểu mẫu? Tức là vừa có thể phóng ở trận địa cố định, vừa có thể phóng ở xe di động, vừa có thể tiến hành đánh chiến thuật, vừa có thể tiến hành đánh chiến lược. Lữ đoàn trưởng, vậy họ ở đâu? Bọn họ vẫn luôn ở đây. Họ là lữ đoàn 270, không có tên trong danh sách chính quy. Tại sao anh lại nói cho tôi biết những bí mật này? Cậu lại đây. Bên này. Vào đây. Dân. Cậu xem, đây là tất cả loại hình đã và sắp được lắp đặt của lữ đoàn 270. Cậu biết không,
Chúng ta là lữ đoàn kiểu mẫu duy nhất có nhiều mô hình phóng và kinh nghiệm thực tế. Tuy là mô hình phóng đúng là có một số chỗ chưa hoàn thiện, nhưng tầm phóng xa, quy lực lớn, tốc độ phản ứng nhanh vẫn là con át chủ bài không thể thiếu của đất nước. Một quân đội, một quốc gia, chỉ cần có những thứ này thì chúng ta mới có thể chống chọi được, mới có thể không bị bắt nạt, mới có quyền được lên tiếng, đúng không? Lữ đoàn trưởng, tại sao nói cho tôi biết nhiều bí mật như vậy? 2 năm trước, khi tôi biết mình sắp phải tiếp nhận trục và quả tên lửa này, thì tôi vẫn luôn tìm kiếm một người. Người này bắt buộc phải thông minh tuyệt đỉnh, bắt buộc phải yêu sự nghiệp này. Tôi yêu Lữ đoàn trưởng, tôi trung thành tuyệt đối, đơn thuần tuyệt đối, đáng tin tuyệt đối. Điều tôi tới đây đi, tôi nhất định sẽ... Cậu lại đây ngồi đã. Đừng nóng vội, tạm thời vẫn chưa được. Đợi khi thời cơ chín mùi, nơi này nhất định sẽ trở thành trận địa của cậu, trận địa của tôi. Người lính không muốn làm tướng quân thì không phải là một người lính tốt. Nếu như cậu đã muốn thi trường quân đội thì phải có mục tiêu phấn đấu rõ ràng chứ. Mục tiêu phấn đấu, quân nhân cũng là một ngành nghề. Lữ đoàn trưởng, tôi muốn làm cả đời. Thật đấy, tôi không bao giờ nói dối. Được. Vậy tất cả mọi thứ hôm nay cậu nhìn thấy... Lữ đoàn trưởng, tôi chưa từng tới đây, chưa từng nhìn thấy gì, càng không biết bất kỳ điều gì. Được. Vậy hai chúng ta sẽ thỏa thuận như vậy. Được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Âu Dương Tuấn, sao vậy? Cậu có thù với củ khoai tây đó à? Nhìn cậu gọt kìa, người ta 5 cân khoai tây 2 lạng giỏ. Cậu nhìn cậu xem, 1 cân khoai tây mà tận nửa cân giỏ. Tôi gọt của tôi, cậu gọt của cậu, liên quan gì tới cậu chứ? Cậu làm thế là lãng phí, lãng phí của công, cậu có hiểu không? Được rồi, mặc kệ cậu nói đấy. Chúng ta không có tiếng nói chung, không nói chuyện với nhau được. Không có kiến thức, không có văn hóa, không còn gì để nói. Không có tiếng nói chung cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao thì tôi cũng nói tiếng người. Nếu không hiểu thì chắc chắn đó không phải là người. Làm xong chưa? Mau lên. Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì. Cậu cố ý làm việc không nghiêm túc, có phải không? Đừng để đại đội trưởng nghĩ tôi không thích hợp với nơi này. Như thế cậu có thể rời khỏi đây, phải không? Cậu cố ý sắp đặt như vậy. Lâm An Bang, cậu có biết muối chết như thế nào không? Muối ăn à? Đúng vậy, chết như thế nào? Mặn chết. Cậu nói tôi rảnh sao? Cậu nhìn đi, tôi gọt được nửa chậu rồi. Cậu nhìn lại cậu xem, cũng là nửa chậu nhưng mà là nửa chậu giỏ, phải không? Muốn đóng gói không? Đóng gói? Đóng gói gì?
mang ra ngoài bán. Âu Dương Tuấn, cậu nói một câu nữa xem. Sao hả? Sao hả? Sao hả? Làm gì vậy? Làm xong việc rồi à? Ngồi xuống. Tên nhóc này. Đến rồi. Thì đến rồi đây. Sao để kính râm? Mắt em cũng lóa rồi à? Mắt anh mới lóa đó. Anh nói năng kiểu gì vậy? Chị dâu, chuyện đó, chị đi đường vất vả. Chúng ta tới chung cư dành cho sĩ quan thôi. Nhưng xe không được vào. Chúng ta đi bộ, tôi sẽ dẫn đường. Cô đợi một lát. Chung cư? Chung cư gì chứ? Tôi sẽ ở nhà khách. Đại đội trưởng của cậu đã nói rồi mà. Có nhà khách. Dân, chị dâu, nhưng người nhà vào trong quân đội để ở chung cư dành cho sĩ quan. Ngoài ra, không phải là sắp ly hôn sao? Em sắp ly hôn rồi, thì tới tìm anh làm gì? Cậu không cần khuyên cô ấy. Em thích ngủ đâu thì ngủ, ra ngoài ngủ bờ ngủ bụi, không ai thèm quan tâm đâu. Anh mua quýt cho em, ăn đi, ăn cho đã đời đi. Tiểu đội trưởng Lan, nhìn thấy chưa, thái độ như thế này mà tôi sống với anh ta 20 năm rồi đó. Không biết tôi trải qua 20 năm đó như thế nào nữa. Chắc anh biết chắc. Được, anh được lắm. Hôm nay tôi mà không ly hôn với anh ta, tôi không mang họ Triệu nữa. Chị dâu, không phải chị họ Dương sao? Cho nên không phải mãi là không ly hôn được sao? Đi thôi, đi thôi. Tức tới nổi run cả tay. Đi thôi. Chị dâu, tới rồi. Chị đến đây làm công tác thị sát, bọn tôi đều rất vui. Dù sao thì tôi bắt buộc phải ở nhà khách. Chị dâu, đồ đạc ở nhà khách đơn sơ lắm. Chị cứ đưa ra kiến nghị, cố gắng nhé. Nắng lắm đấy chị dâu. Ánh trăng phiêu lãng trong giấc mơ. Những vì sao lấp lánh trên cửa sổ. Sao lại có tiếng hát nữa? Không phải nói ở đây không có đội tuyên truyền sao? Có thể trong đó đang luyện tập biểu diễn. Luyện tập đó chị? Tốt quá rồi. Tôi không nói khoác đâu. Năm đó chị dâu cậu là giọng ca vàng nổi tiếng trong khu đó. Thật đấy. Hát không ổn lắm. Cậu tới nói họ một tiếng. Chị dâu đây sẽ phụ đạo cho họ. Được được. Ôi trời ơi, lại thêm náo nhiệt nữa rồi. Kích thích quá. Làm gì vậy? Đi thôi. Mời, mời chị dâu. Không mơ thấy mẹ hiền. Không mơ thấy. Dịch Tử Mộng. Còn hát cái gì nữa? Mau xuống đây. Tới đây.
Gọi chị dâu, người nhà của tiểu đội trưởng Lan. Chị, chào chị dâu. Sửa lại một chút, có thể là vợ cũ. Tử Mộng, mau sắp xếp cho chị dâu một phòng, để chị dâu mau chóng vào ở. Không đúng, không phải chị dâu nên ở chung với tiểu đội trưởng Lan sao? Bảo cậu sắp xếp một phòng, sao nói nhiều vậy? Sắp xếp phòng, không hiểu sao? Sắp xếp phòng. Hiểu hiểu. Tìm cho chị ấy căn phòng không có nước nóng, để chị ấy biết khó mà lui, quay về ở cùng với tiểu đội trưởng Lan. Ở đây còn ra thể thống gì? Quan trọng là chỗ chúng ta đều không có nước nóng. Vậy hả? Vậy thì tốt quá rồi. Có chuyện gì vậy? Phòng không có nước nóng, ở được sao? Nhà khách đã lâu không được sửa rồi, vẫn chưa thay máy nước nóng. Các phòng bây giờ đều không có nước nóng. Vậy cậu nói xem. Không sao, chị dâu các cậu có. Nào nào, chị dâu ấy à, đem đầy đủ cả rồi. Nhanh sôi, không phiền người khác. Chị dâu, chỗ chúng tôi rất nhiều muỗi, vả lại còn rất to nữa. Đúng đúng, chị dâu, chị không biết đó thôi. Muỗi chỗ chúng tôi to lắm. Ba con là đầy một đĩa, năm con là đầy cả nồi canh. Muỗi chỗ các cậu còn chọn người để đốt sao? Phiền phức thật. Ở chung cư không đốt, mà cứ nhắm người ở nhà khách, có phải không? Không sao, không sao. Còn thiếu gì? Chị dâu, chỗ chúng tôi cách trung tâm khá xa. Lúc chị buồn miệng, muốn ăn chút gì đó, ra ngoài cũng không tiện. Đúng vậy, việc gì cứ phải ra quán chứ. Đám người trẻ tuổi các cậu bây giờ cứ đua nhau chạy ra quán ăn, suốt ngày ăn cơm tiệm. Ở đó bẩn lắm, ăn xong sẽ bị đau bụng. Cậu xem đi, đồ chị dâu chuẩn bị vừa tiện lợi vừa thiết thực, mà lại ngon nữa, tốt biết mấy. Mang đi pha đi, pha hai hộp luôn. Còn chuẩn bị cả nồi tự sôi nữa kìa. Đúng rồi, Tử Mộng, không phải hai ngày trước cậu nói với tôi nơi này không có người ở, chăn đệm đều ẩm cả rồi sao? Nhiệt độ lúc nửa đêm chênh lệch rất lớn. Đúng vậy, nhiệt độ chênh lệch rất lớn, rất ẩm thấp. Phòng số mấy? Phòng 211 trên lầu. Cảm ơn. Chị dâu, đợi tôi với. Tiểu đội trưởng Lan lấy được cô vợ mèo máy hay sao chứ? Anh Lan, tôi bàn bạc với đại đội trưởng rồi. Ly hôn, không có cửa đâu. Tôi biết, chúng tôi thuộc diện kết hôn quân đội. Tôi không muốn thì cô ấy sẽ không ly hôn nổi. Tiểu đội trưởng, bây giờ có trang bị mới rồi, quan trọng nhất là gia đình hòa hợp. Vâng, tôi cũng muốn hòa hợp. Tôi muốn hòa hợp lắm chứ. Nhưng cô ấy không muốn hòa hợp. Cô ấy ở bên ngoài tìm mấy thằng chồng mới. Cô ấy muốn hòa hợp với tôi. Nhưng nếu cô ấy hòa hợp, cũng chỉ là hòa hợp với mấy thằng chồng mới kia thôi. Càng nói càng hâm. Chú ý tác phong của mình chứ. Tôi phải chú ý vấn đề tác phong sao? Vậy tác phong của ai có vấn đề? Cô ấy tìm một chồng mới, tôi có vấn đề sao? Tôi khổ quá mà. Không phải, tiểu đội trưởng, chỉ huy không có ý đó đâu. Ý chỉ huy là hai người dù sao cũng không phải kẻ thù, nên không cần phải như vậy. Đúng vậy. Không phải có câu là đầu dương cãi nhau, cuối dương làm quà, có ân oán gì to tát chứ? Không phải chị dâu đã tới quân đội rồi sao? Dỗ dành đi, phụ nữ thích như thế. Giả lại người anh nói có khả năng không hề tồn tại. Sao không tồn tại? Mọi người đã xem video rồi mà. Sao không tồn tại chứ? Người trong dữ tợn đó, cậu nói xem, muốn tìm người thì phải tìm một người trông đẹp đẽ chút. Sao tìm một người trông như thế? Nếu người đó đã không đẹp, trông dữ tợn, vậy có nghĩa là không xứng với cô ấy. Thì anh càng phải có thêm tự tin. Tôi đủ tự tin, đương nhiên tự tin. So với hắn ta thì tôi rất tự tin luôn đó. Chúng ta ở xa, còn hắn thì ở gần, chỉ cách nhà chúng tôi vài căn. Ai mà biết hắn sẽ giở trò gì đó chứ. Vậy thì thế này, anh làm cho chị dâu vài món đi. Bỏ đi, tôi bảo nhà bếp làm vài món, đưa tới chỗ cô ấy. Ngày mai cuối tuần, tôi cho phép anh và chị dâu uống vài ly, nói chuyện tâm sự. Không nói. Tôi nói cho cậu biết, cô ấy mà không xin lỗi thì không xong đâu. Vậy anh muốn thế nào đây? Đại đội trưởng, chỉ huy,
Chuyện này tôi vốn lớn tuổi hơn các cậu, để ra không nên tới phiền hai cậu. Nhưng cậu nói xem, vợ tôi chẳng thèm nói một câu mà đã chạy vào trong quân đội. Một người lính già băng thanh ngọc khiết như tôi, đột nhiên bên ngoài có người chạy tới đòi ly hôn, trực tiếp chạy tới chỗ quân đội. Cậu nói xem, vậy có phải là vạch áo cho người xem lưng không? Làm tôi mất cả mặt. Dân anh Lan, chúng tôi rất hiểu tâm trạng của anh, nhưng mà anh... Thế này đi, tiểu đội trưởng, tôi đưa cho anh một chủ ý. Anh chuẩn bị một đơn ly hôn, ký tên vào đó. Sau đó cả tôi và chỉ huy cũng ký luôn, rồi đưa cho chị dâu ký. Anh yên tâm, chỉ cần anh đặt đơn ly hôn lên bàn, tất cả phụ nữ đều ngay ra. Đúng vậy, làm như vậy đi. Cô ấy không dám đâu. Không dám thật chứ? Cho cô ấy xem rồi bắt ký. Đúng vậy. Được. Ngộ nhỡ cô ấy ký thì sao? Không thể nào. Anh yên tâm, tuyệt đối không thể nào ký được. Ngộ nhỡ cô ấy không sợ thì sao? Ký rồi không phải lợn lành thành lợn què à? Không thể nào. Phụ nữ sẽ không bao giờ ký. Anh yên tâm đi, không sao đâu. Nếu như cô ấy ký thì tôi sẽ không cho lữ đoàn ký. Không được, vậy chẳng khác gì trò đùa. Nếu làm tới mức đó thì không giải quyết êm xuôi được đâu. Mặt mũi nào chứ? Anh Lan, chúng tôi rất hiểu tâm trạng của anh, nhưng chúng tôi chưa từng giải quyết chuyện này. Không phải là lần đầu sao? Dù gì cũng có cách mà, phải không? Nhưng không thể làm bừa được. Thế này đi, tôi sẽ giao cho anh nhiệm vụ. Anh ra ngoài lánh mặt vài ngày, như thế được chứ? Đúng vậy, vừa hay luôn. Chị dâu đang tức giận mà, để chị ấy bình tĩnh lại. Cho cô ấy bớt nóng lại à? Mắt tôi lại đau rồi đây. Cứ vậy đi. Không mơ thấy mẹ hiền, không mơ thấy cô gái mình yêu. Mộng gì đó phải không? Chị dâu, dịch tử mộng. Dịch tử mộng, dịch tử mộng. Đúng rồi, tôi pha cho chị rồi. Đang định bưng cho chị đây. Nào, lại đây ngồi ăn. Trong phòng bức bách lắm, ở đây thoáng hơn nhiều. Cảm ơn nhé. Làm phiền cậu rồi, còn chăm sóc chị dâu nữa. Cậu không ăn sao? Tôi không ăn. Hai hộp lận mà, ngồi xuống đi. Ôi, thơm quá. Pha giỏi đó. Sau này chị có chuyện gì, cứ kêu tôi một tiếng. Tôi không có chuyện gì. Vừa rồi tôi nghe thấy cậu hát Ước mơ của lính quả tiễn, phải không? Nếu hát chị dâu sẽ phụ đạo cho cậu. Cậu thấy thế nào? Thật sao? Chị dâu biết hát sao? Đâu chỉ biết hát thôi đâu, mà còn hát rất hay nữa. Nào, đứng lên. Hát cho chị dâu nghe một bài. Đừng căng thẳng. Nào, nhanh lên. Không mơ thấy. Dừng. Không có cảm xúc. Làm lại. Không mơ thấy. Dừng. Cậu hát thế thì không có cao độ. Lúc cậu hát, cần cao độ thì phải có cao độ. Cần cảm xúc thì có cảm xúc. Phải kích động, cậu có hiểu không? Phải làm cho da gà nổi hết lên. Nào, chị dâu, chị từng trong nhóm hát sao? Suýt nữa thì vào được rồi. Sau này họ gọi điện thoại cho tôi, nói rằng nhóm hát không thiếu kế toán, nên tôi mới không được nhận. Đáng tiếc. Thì ra chị không phải người hát chuyên nghiệp. Phụ đạo còn phải hát chuyên nghiệp sao? Đứng lên. Ra phía trước. Xem ra tôi phải ra tay rồi. Ngực thẳng, khớp bụng, nâng cằm. Nhắm hai mắt lại. Bây giờ cảm giác phía trước có rất nhiều hoa, hương thơm ngào ngạt. Ngửi đi. Ngửi. Lúc này, khoang họng mở ra, khoang mũi, khoang ngực, thở hơi ra. Khoang sọ nào. Chị dâu, khoang gì? Tức là cậu phải động não đó.
Nào, ngửi, ngửi. Thơm quá. Thơm quá. Dùng cơ hoành để tác động. Dưới rốn 3 cm. Thật sự thơm quá. Thật sự thơm quá. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cậu làm gì vậy? Hả? Đại đội trưởng, tôi sai rồi. Tôi nghe thấy rồi. Được rồi, đừng đứng đây nữa. Đi làm việc đi. Đại đội trưởng, anh không nghe rõ. Tôi sai rồi. Tôi biết cậu sai rồi. Tôi nghe thấy rồi. Nhưng với tình hình của cậu, cậu nên kiểm điểm lại mình một cách sâu sắc. Cậu không... không ổn lắm. Hạ Chuyết, có phải cậu lại phạm lỗi gì không? Cậu làm gì rồi? Tôi không làm gì cả. Tôi cảm thấy trước kia mình làm chưa đủ tốt, muốn kiểm điểm lại bản thân nghiêm túc. Kiểm điểm gì? Nhìn biểu cảm này của cậu. Biểu cảm của tôi làm sao? Bây giờ ấy, ví dụ tôi đem cho cậu một chiếc gương, cậu tự soi biểu cảm của mình bây giờ trông giống hệt như con ong cười đó, có biết không hả? Đại đội trưởng, anh lại hiểu lầm rồi. Tôi cười là cười trước kia mình quá ngông cuồng. Tôi cười là cười anh rộng rãi, độ lượng. Tôi cười là... cậu đừng cười nữa, tôi nói cho cậu biết. Cậu còn cười nữa, có tin tôi đuổi cậu không? Tưởng rằng đại đội chứng nhận của tôi không dám đuổi cậu à? Tôi tin, cho nên tôi mới kiểm điểm. Kiểm điểm một cách sâu sắc, kiểu như khắc sâu trong tâm hồn. Thế này đi, cậu móc linh hồn của cậu ra, để cho tôi xem đi. Xem cậu kiểm điểm thành ra cái giống gì. Sao hả? Cô đại đội trưởng của cậu là thằng ngốc à? Không đâu đại đội trưởng. Được rồi, tôi không cười nữa. Cậu xem, lại cười nữa rồi. Lại cười nữa phải không? Không đâu đại đội trưởng. Tôi thực sự hiểu ra rồi. Hiểu ra đạo lý của người làm lính. Hiểu ra chân lý của lực lượng quả tiễn. Tôi vui mừng, vui tới nỗi không nhịn nổi. Rồi sao nữa? Hết rồi. Tôi muốn chia sẻ với anh đầu tiên. Dù sau này anh có mắng tôi thế nào, trách móc tôi thế nào, có trừng phạt tôi thế nào, tôi cũng bằng lòng chấp nhận. Trước kia tôi quả thật làm chưa đủ tốt. Tôi muốn tiếp tục ở lại đại đội vĩ đại này thì bắt buộc phải thay đổi bản thân trước đã. Đại đội trưởng, trước kia anh rất nghiêm khắc với tôi, sau này mong anh sẽ càng nghiêm khắc hơn. Có phải thế này không? Hạ Chuyết, ở đây không có người ngoài. Cậu nói cho đại đội trưởng biết, có phải cậu lại muốn chạy CBD rồi không? Không, 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 đại đội trưởng. CBD gì chứ? Tôi đến để làm lính, chứ không phải đến yêu đương. Càng huống hồ, nếu tình yêu kéo dài quá lâu thì sẽ lại là BBDD. Đại đội trưởng, tôi không còn chuyện gì nữa. Tôi đi tuần tra đây, xem chỗ nào cần tôi. Bất kỳ chỗ nào cần tôi, thì cho dù có cọ nhà vệ sinh, tôi cũng bằng lòng. Trùng hợp là hôm nay tôi không có việc gì, tôi đi cọ nhà vệ sinh trước đây. Đại đội trưởng, tôi đi đây. Đại đội trưởng, kính lễ. Xong. Có phải thằng nhóc này bị bệnh rồi không? Sao đột nhiên lại... tâm thần phân liệt. Tâm lý
Nhân cách phân liệt ở trên bao nhiêu đây? Đông Phong 185H, loại kiểm soát B2D và chiến lược điều chế độ động xung dựa trên công tắc 5 điểm. Tiến hành nghiên cứu mô phỏng đối với việc kiểm soát vị trí thủy lực của cánh tay robot. Loại hệ thống truyền động thủy lực kiểu mới này có khả năng kích ứng mạnh mẽ. Vị trí dựa theo độ chính xác có thể thực hiện kiểm soát con số lưu lượng lớn. Lưu lượng dòng chảy thủy lực có thể lên tới 215 lít. Khi dựng đứng có thể nhanh gấp 2 lần so với Đông Phong 185C. Giả lại, đặc điểm lớn nhất là vững. Sau đây tôi sẽ thị phạm cho mọi người xem. Báo cáo giáo quan. Âu Dương Tuấn, thành viên cũ của đại đội chiến nhẫn, mong được dự thính. Dự thính? Xin lỗi, tôi không hiểu cậu có ý gì. Giáo quan, tôi là một người lính ưu tú, có chứng nhận tư chất về cả ba hạng mục truyền tin, lái xe và kiểm soát. Vừa rồi lữ đoàn 270 phóng quả tên lửa thứ 100 là do tôi thực hiện. Bách phát bách trúng chính là cậu sao? Vâng. Nếu như chị không tin thì có thể hỏi họ. Nhưng vì lý do cá nhân tôi, cho nên bị phạt đi phụ bếp, tham gia công tác dọn dẹp. Nhưng tất cả nhiệm vụ của tôi đều đã hoàn thành. Tôi muốn tới học hỏi trang bị mới. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Ham học hỏi là chuyện tốt, nhưng mà có phải cậu nên bảo đại đội trưởng của các cậu nói với tôi một tiếng không? Dù sao thì danh sách học viên lần này đều do đại đội quyết định. Giả lại trong danh sách không có tên cậu. Không sao, tôi có thể dự thính. Không lên xe, không lên tiếng, không đặt câu hỏi. Âu Dương Tuấn, cậu đừng gây phiền phức nữa. Tả giáo quan đã nói rồi, cậu không có tên trong danh sách học viên lần này. Nếu như người nào cũng muốn đến học thì cần đại đội trưởng làm gì nữa? Đồng chí này, vừa rồi tôi đã nói rất rõ rồi, tôi chỉ tới học dự thính chứ không hề tham gia học tập. Giả lại tôi cảm thấy đánh giá một người có tư cách học hỏi trang bị mới hay không thì nên dựa vào trình độ chứ không phải là một mực nhấn mạnh về vấn đề cá nhân. Âu Dương Tuấn, cậu thực sự quá ngông cuồng rồi. Cậu tém tém lại đi. Đúng vậy, tại sao không để cậu tới? Lẽ nào cậu không hiểu? Cậu đừng cản trở chúng tôi học tập nữa. Thế này đi Âu Dương Tuấn, đợi sau khi tôi giảng xong tiết học này, tôi sẽ đi gặp đại đội trưởng. Không cần đâu giáo quan, tôi vốn định cứ thế nhẫn nhịn, nhưng tôi phát hiện ra là không ổn. Tôi bắt buộc phải cố gắng tranh thủ được cơ hội học tập lần này. Giả lại tôi cảm thấy, nếu như trong đại đội này ngay cả người lính ưu tú nhất không có tư cách học hỏi trang bị mới thì đúng là quá vô lý. Âu Dương Tuấn, cậu cũng coi như là một người lính cũ rồi. Đây chính là cách cậu giải quyết vấn đề sao? Mọi người phải chờ đợi vì cậu, rất lãng phí thời gian. Lý Mang, tôi không muốn giải thích nhiều với cậu. Vậy cậu nên đi tìm đại đội trưởng đi. Chính vì không nói được nên tôi tự giải quyết vấn đề không được sao? Cậu không muốn ở lại đại đội chiến nhẫn nữa à? Câu này tới lượt cậu nói sao? Cậu thích đi đâu nói thì đi. Cậu thích nói với ai thì nói. Âu Dương Tuấn, có phải cậu sao hả? Nếu muốn được học thì so tài đi. Được thôi, nào, yên lặng. Hai cậu ngồi xuống cho tôi. Dân. Dân. Đồng chí Âu Dương Tuấn. Có. Tôi không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi có thể cảm nhận được cậu đang kìm nén trong lòng. Cậu hy vọng được chứng minh mình là người giỏi nhất, hy vọng được chứng minh bản thân đủ năng lực có thể lái chiếc xe này. Càng hy vọng được chứng minh lãnh đạo để cậu phụ bếp là một quyết định sai lầm, đúng không? Vâng. Chứng minh như thế nào đây? Một mình thao tác toàn bộ vị trí số 4. Khiêu chiến đơn. Khiêu chiến đơn với ai? Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi. Cũng được. Lý Mang, Trường Tiểu Đinh. Có. Đi đi. Lái chiếc Đông Phong 185C tới đây. Ở trong kho xe phải đợi rất lâu. Không sao, tôi đợi. Dân. Quay phải, chạy. Báo cáo. Vào đi. Báo cáo. Đại đội trưởng, không hay rồi. Chuyện gì? Hà Chuyết xảy ra chuyện rồi. Ở đâu à? Hà Chuyết. Hình như cậu ấy đã ở trong nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh thì gây ra chuyện gì được? Báo cáo. Là Âu Dương Tuấn. Âu Dương Tuấn làm sao? Cậu ấy khiêu chiến với Tạ Giáo Quan,
Khiêu, cậu đấy, lần sau nói nhanh lên, giờ thẳng vấn đề. Vâng. Ai trước? Phụ nữ ưu tiên. Đừng như vậy, tôi là giáo quan. Để tôi thực hiện sao? Quy tắc. Hoàn thành công tác chuẩn bị dụng trụ, thời gian ngắn nhất giành chiến thắng. Được, làm vậy đi. Thắng thua thì thế nào? Chị là giáo quan, chị nói đi. Nếu cậu thắng, tôi sẽ phá lệ nhận cậu vào lớp. Tôi sẽ nói với đại đội trưởng. Nếu cậu thua, từ nay về sau sẽ không được chạm vào xe. Được. Lý Mang, có. Đếm giờ, làm trọng tài. Dân. Chuẩn bị. Bắt đầu.